Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Thành Đức Cốc TV. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn thịt bò sống kiểu Thái nha mọi người. Đây, đây là thịt bò. Đây là cục gan bò nha mọi người. Đây là trứng chấm của mình. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vô cho nó thơm ngon. Rồi thơm hành lá rồi các loại các kiểu. Nấm đường bột ngọt. Ớt. Bỏ thêm chút nước mắm nữa. Mình đỡ cái dễ cho mọi người dễ nhìn thấy nha mọi người. Này cái tô cao quá. Thôi giờ mình ăn luôn nha mọi người. Sawadika khap khap. Đây là cái dao của Vinhtel truyền lại cho mình nha mọi người. Nè, mình ăn đây mình sắp thịt bò. Cái nào trước đây? Bây giờ mình ăn gan bò trước đi mọi người ơi. Cất ngựa đầu heo. Cất ngựa đi lộn. Cất ngựa miếng gan. Cất ngựa miếng gan ta làm chầu mà tươi sáng. Hãy đưa tôi về. Hãy tôi tự về mình ăn. Hay không mọi người? Nghe mình ớn quá. Lát thịt bò của mình nha, gan bò nha mọi người. Bỏ vô hết luôn. Trộn lên. Thử cái gan bò coi nó có hôi tanh gì không. Bò sống ăn tanh mọi người. Thôi không có một miếng ngồi xuống. Không thấy chén mắm của người. Cái chấm của người Thái á là người ta có bỏ thêm mặt bò vô nữa nghe mọi người, cho đắng đắng. Mình không có mặt bò. Sáng mình đi chảy quá, mình có mặt bò. Mình mua bò, hôm nay mình định đi xuống vườn cây cho nó mát, mà hôm nay nó vùi lắm mọi người, ăn sống mấy món này vùi lắm, ăn được rồi, cho nên mình ăn nha.
cũng được mời. Mà bà ăn cắm được rồi bổ, ăn cắm không được đừng nên ăn. Ăn ăn tôi chạy chết á. Chân mày cay lắm. Ngọt chuối không? Da vô ông dinh thịt heo này bán thịt chứ thịt heo cái này chất heo xuống giá 100.000 ba ký không bán lỗ nghĩ ráng ông truyền cái dầu cho mình. Phải một miếng quà quà thiếu rượu luôn mọi người. Mấy người nhập chắc tí còn một thịt vô nha, như cá người vậy. Sushi cá người, nói tới sushi cá cười chắc giờ bữa mình cũng làm một cái déo ăn sushi cá người cho mọi người xem quá mọi người. Chà, cái dao bự lắm đậm quá.
sao tính tiền thật vậy dạ? Dinh thịt heo mà dùng để chặt xương heo to lắm. Trộn luôn. Mọi người nha, mời mọi người cùng ăn với mình. Ăn miếng thịt nó dai dai, còn nó cũng giống giống miếng gần, nó không có tanh mấy rồi, dài khó ăn không ghen. Nếu không mình còn thấy mấy người Thái Lan họ họ ăn gan nhiều. Chút nữa mình ăn gan cho hết rồi. Chắc mình kiếm một ly rượu mình uống mới được mọi người à. Xin mời mọi người uống với mình miếng rượu nha. Cái ly này là của thời Tần Thủy Hoàng đặt tiền lại cho mình. Đây, xin mời.
có cái này mình rán bò ấy, mình để đây cho mình nướng lên ăn chắc ngon mà ngon. Sau này mình sẽ làm một con dế quá, mua ớt nè, để hết bò rồi đây mình nướng mình ăn. Mình nghĩ mình thích ăn gan hơn là thịt, tại thịt nó dai mà khó ăn không, ăn nó cũng không có tanh nhưng mà nó dai.
Mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Chào mọi người. Hẹn mọi người lại video làm sao.